giờ nếu như được thể hiện một cái điều gì đó đối với người yêu quý nhất của mình thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ dẫn mẹ anh đi du lịch và mua sắm những cái món đồ gì mà mẹ anh cảm thấy thích. Và em giả sử như nếu như mà mẹ anh không thích cái vật chất bên ngoài, và anh cảm nhận được là đúng như em nói, mẹ anh không thích vật chất, vậy thì anh tặng gì? Anh đưa tiền, mẹ anh muốn làm gì làm. Cái này là bắt bí quá rồi đúng không? Không mua giữ cũng được. Bây giờ câu hỏi này rất là cam go này nha. Tại sao không nên mua nồi cơm điện có in số 1519? 1519. 4 2 à, 1519 đúng rồi, 1519 đúng rồi, 1519 anh nghe đâu đó đó, 1519. Tại vì nồi cơm điện nấu 1519 sao ăn. Đúng rồi, 1519 anh. Cảm ơn. Anh biết nghe anh đâu đó đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Ngày hôm nay thì idol của chúng ta cao tay quá, mà Khởi My lại mới trở lại nên là không có đủ lửa để tra tấn idol của mình. Vì là câu hỏi cuối cùng. Nãy giờ thì anh anh trong mặt của anh thì hỏi đi. Rồi. Đừng làm nãy giờ quá. Anh đã trả lời bao nhiêu câu hỏi? 1, 2, anh biết anh sẽ liền á. Rồi xong, bị phạt rồi đó. Xin mời Hoàng Phi. Có câu hỏi rồi đó. Nãy giờ đứng ở trong là em nghĩ là mình sẽ không được ra để xử phạt anh, tại vì anh trả lời câu hỏi nào cũng hay, câu hỏi nào cũng nhanh, nhưng mà ở câu hỏi cuối cùng anh lại không trả lời được. Anh đi gài mà. chơi gài hàng kì. Gài là tính chất của chương trình đó. Vô. Rồi chơi bây giờ đây. Hình phạt của anh Ương Hoàng Phúc. Các bạn ơi, các bạn muốn phạt anh Ương Hoàng Phúc gì nào? Ca sĩ Ương Hoàng Phúc của chúng ta sẽ nhảy vịt trên nền nhạc hip hop, nhưng mà phải nhảy làm sao để cho mọi người thấy được đây là một con vịt lạ. Và chừng nào mà mọi người vỗ tay lên la hú, có nghĩa là anh đã vượt qua được cái hình phạt này. Còn nếu không, mời nhảy tới tối. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường ta tiền, nên gió đông sơn đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Lỗi hại! Các bạn khán giả, cái hình phạt của đội anh Hoàng Phúc có vượt qua được không nào? Có vẻ là anh đã vượt qua được hình phạt này. Nhưng mà anh yên tâm, ở những vòng sau còn có nhiều hình phạt khác nguy hiểm hơn, ghê gớm hơn. Vậy là bị gài nữa đó hả? Còn dài, từ giờ tới hết nhìn còn bị gài hoài hả? Em bị hoài hả? À, lần sau Phúc chơi hai idol chắc phải suy nghĩ lại quá. Ờ, không có vụ suy nghĩ lại đâu. Tại vì giấy trắng mực xanh đã có ở đây. Anh đã đồng ý chơi hết mình rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần 2 của chương trình hai đội cùng với ca sĩ Ương Hoàng Phúc. Đó chính là phần câu hỏi khán giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần câu hỏi khán giả. À, các bạn ơi, trên tay Khởi My đang có một cái gói ôm rất là dễ thương. Và nếu như bạn nào đặt ra những câu hỏi hay nhất thì các bạn sẽ được nhận ngay một chiếc gói ôm từ cửa hàng gói ôm Take One. Đây là một phần thưởng hết sức là hấp dẫn dành cho các bạn. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Cho anh chơi không? Anh á hả? Anh được chơi nhưng mà bị chặt chém xong rồi chơi ha. Bây giờ các bạn đã có câu hỏi sẵn sàng chưa ạ? Lúc trong mà chuyển dưỡng bệnh của anh á, nếu như anh không qua khỏi thì trước khi làm chung thì anh muốn làm điều gì cuối cùng? Đây là một câu hỏi rất là ý nghĩa. Câu hỏi rất là hay, cũng ý nghĩa lắm đó, là bởi vì là anh chưa có nghĩ, anh chỉ mới nghĩ tới chuyện là mình sẽ lên đường hát, thôi. Bị hát xong rồi bị liệt hát. Hay là bị đi bán muối phải không? À đúng rồi, là nếu như mà nó không thành công đúng không? Nó hai khía cạnh thì bây giờ mình thành công rồi, nó khác rồi. Nhưng mà để mình lật ngược lại cái vấn đề đó. Hơi khó đúng không? Thì nhưng mà giải thưởng tưởng tượng suy nghĩ luôn nữa mà bạn này đã hỏi rồi. Nhưng mà đọc, nếu như bây câu giờ là sao? Đọc chiêu luôn á.
nếu như bây giờ chơi xong chương trình hai idol cái tự nhiên cái mấy bạn áp lực, mấy anh đàn áp anh dữ quá, cái trước khi anh cứ tưởng tượng trước khi Lâm Chung anh nói gì? Anh nói là cho anh tham gia hai idol. Ủa sao kỳ vậy? Thì cái tham gia đi rồi đi. À dạ, tham gia là mới được đi đúng không? Tham gia vui đi. Chờ, như là mình đi trong cái niềm vui. Nên là mình xuống đó thì mình cũng không có gì. Mình không còn lưu luyến nữa đúng không? Anh có kỷ niệm nào đáng nhớ với mẹ anh bao giờ chưa? Kỷ niệm đáng nhớ với mẹ anh? Em nghĩ chắc chắn là nhiều đúng không? Nhiều lắm. Kỷ niệm đáng nhớ với mẹ anh rất là nhiều. Nhưng mà có một kỷ niệm anh rất là nhớ và nhớ hoài luôn. Mà lâu lâu anh kể lại cho mẹ, mẹ anh vẫn cười. Đó là nhỏ mẹ anh với em trai của anh á, bằng tuổi, ngang ngang tuổi nhau, chênh lệch nhau có 2 tuổi rồi, nhưng mà hai anh em tướng tá cũng cỡ cỡ nhau á. Rồi hai anh em đi chơi chung với nhau, rồi dễ xích mích, gây lộn, đánh lộn rồi nọ đó. Thì hai anh em mà đánh lộn á, thì thường là anh bị bố hoặc là mẹ đánh anh trước. Tại vì lớn mà, thấy không? Thường là đánh nhưng mà xui sao. Chưa sao bữa đó mẹ anh đánh mẹ anh hù thôi. Nhưng mà cầm một cái cây, em biết cây chổi quét nhà không? Biết. Đó thì cây chổi quét nhà bằng cái gì? Cái cọng lông nữa. Xong rồi nó có cọng bự bự để cột thành cái bó làm cái cán chổi đó. Đó thì mẹ anh cầm hù thôi. Mà thì giống như là anh bị sợ hay gì đó. Cái mẹ anh đưa tới, cái anh có đưa mặt tới cái dính như quất vô đây. Cái hình nghe nha thấy gì nó cứng, thấy rớt nguyên cái răng ở trong này. Trời ơi. Cái này là tự mình nè đúng không? Mẹ chị hù thôi mà nó đánh lưới vô. Anh muốn thử lửa đúng không? Quất nguyên cái răng luôn. Vậy bây giờ lúc còn nhỏ bây giờ mọc mọc lại được đúng không? Đều lắm, đều. Đều. Vậy thì cái răng được á. Rất là tự tin đúng không? Tự tin để đứng vững. Từ hồi đó đến giờ thì sự cố nào làm anh mắc cỡ nhất ạ? Sự cố nào là anh mắc cỡ nhất? Sự cố mắc cỡ nhất? Ừ. Khi mà anh đi hát, anh đã làm ca sĩ rồi thì anh đã gạt cái mắc cỡ đó qua một bên rồi. Nhưng mà... Vậy là vừa mặt dài lắm đúng luôn rồi, Đúng rồi. Phải như vậy mới tự tin và dạn dĩ mình đứng trên sân khấu mình hát trước bao nhiêu ngàn khán giả. Mà nói thì nói cho vui thôi, người ta gọi là mình phải gạt đi những cái gì là bận tâm nhất để mình được đứng trên sân khấu mình hát. Nhưng mà có một cái mà cái vấn đề xảy ra mà trên sân khấu á, làm cho anh cảm thấy quê mà mắc cỡ á, là hồi đó anh trong nhóm 1088 anh đi hát ở trường Trần Khai Nguyên. Thì lúc đó là anh em cùng hát và cùng nhảy với nhau. Mà khi mà bắt đầu hát gần được gần nửa bài thôi chứ chưa hết bài, thì tự nhiên những cái động tác mà mấy bạn hồi xưa có nhớ 1088 không? Có ở đây có ai theo dõi 1088 không? Có nhớ 1088 hát cái bài mà bài Xuân, bài mà bài Xuân, xong rồi anh với anh Long mà lộn mèo rồi nhảy qua nhảy lại, rồi có coi bài đó không? Ai có coi không? Nghe nói tới đây thì mình suy nghĩ ra một cái điều gì đó nó có liên quan đến cái sự cố này. Đó thì khi mà anh nhảy anh lộn á, cái anh tét nguyên cái quần. Tét. Thấy chưa? Mình mới biết mà. Không mà. Thế nào nó cũng có cái tét sâu lắm, tét sâu lên đây nè. Cái anh không biết sao mà đứng nhảy mà vậy nè. Đứng nhảy đứng hát mà chưa được nửa bài nữa. Trời ơi, mình gồng muốn chết luôn. rồi cuối cùng là phải đứng vậy hát nguyên bài có di chuyển chết hả? Lúc đó thì đứng như vậy, nhưng mà hồi mình suy nghĩ lại mình thấy mọi người đang nhảy diễn rồi, cái mình thôi chơi luôn, chơi hết mình, nhảy thoải mái ấy luôn. Nhưng mà nhờ vậy khán giả người ta thích ta vô tay. Mọi người có bị đau mắt không? Không biết. Đâu ở đây thật lớn rồi cho anh ạ. Mình nói đây là một cái sự cố mà mình nghĩ là nếu như mà ai là một dancer thường thường hay bị gặp nhiều lắm luôn á. Nhưng mà không anh nói thiệt, mà nếu mà mình bị sự cố gì á thì kinh nghiệm của anh là mình đừng có sợ, rồi mình đừng có đi vô hay là mình che miệng nước thì nó rất là kỳ ở trên sân khấu. Không, cái đó thiệt, cái đó là một cái điều mà mình phải rút kinh nghiệm khi mà mình đứng trên sân khấu mình diễn. Bị bất cứ một sự cố gì cứ nên bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cái nhanh gọn lẹ, đừng để người ta thấy mình rụt rè hay sợ thì hết. Hôm nay em thấy mình anh cứ làm nhảy điều mình đó cứ banh đó. Nữa banh cho tét nữa cũng không sao. Không, khán giả thấy mình nhảy hết mình diễn hết mình, khán giả vẫn thích, vẫn vỗ tay đúng không? Vâng, và hôm nay thì anh đã có thể coi như là làm chủ đi sân khấu hai đồ ngày hôm nay rồi đó. Tại sao anh thích biển?
Biển nó màu xanh rất là đẹp, và cái màu xanh đó là cái màu rất là hợp với anh, và cũng là cái màu anh thích. Ngoài ra anh thích biển là bởi vì